nỗi lòng thiết tha cho dù đắng cay, tâm tư luôn sống hướng những ngày tháng qua với tình thương, dù khổ đau vững niềm tin và hy sinh cay đắng gian truân vì tương lai con cháu với đời, và yêu thương bao nỗi lo toan cùng bầy con giữ đời mẹ xanh. Nước mắt rơi vẫn tươi cười, nuốt đắng cay sống xuân thì quý bà đáng yêu nếm trải xót xa, nên vui vui sống, sống cho đời, dâng trọn ước mơ giúp tình thương với đàn con. Quý bà sống vui cho đời mãi xanh, mãi xanh. Quý bà sẽ và hy sinh cay đắng gian truân vì tương lai con cháu với đời, và yêu thương bao nỗi lo toan cùng bầy con giữ đời mẹ xanh. Nước mắt rơi vẫn tươi cười, nuốt đắng cay sống xuân thì nước mắt rơi vẫn tươi cười, nuốt đắng cay sống xuân thì nước mắt rơi vẫn tươi cười, nuốt đắng cay sống xuân thì. Em biết là tình cảm mà anh dành cho em đang phai nhạt dần. Anh có người khác rồi phải không? Em nghĩ đi đâu vậy? Trong thời gian này anh đang chuẩn bị chạy Mỹ, công việc rất là nhiều nên không có thời gian dành cho em thôi. Em biết tình cảm của tụi mình sẽ không đi đến đâu. Em cũng không có quyền giữ anh lại cho riêng em. Nhưng em có một yêu cầu nho nhỏ được không anh? Em nói đi. Nếu như sau này mà anh tìm được một người khác, anh hãy nói cho em biết em và anh chia tay nhau trong vui vẻ. Em sẽ chúc phúc cho anh. Anh có hứa với em không? Anh cảm chứng nha, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh sẽ không bao giờ yêu một cô gái khác ngoài em đâu. Em rất buồn, em thấy tất cả như đang sụp đổ trước mắt mình. Em phải làm gì bây giờ hả anh? Hãy tâm sự với anh, lòng em sẽ vơi đi nhiều lắm. Thật đó, hãy tin anh đi. Có thể anh chẳng làm được gì để giúp em, nhưng anh sẽ lắng nghe em nói, chân thành chia sẻ cùng em. Sao anh tốt với em vậy? Mình đã biết với nhau đâu. Anh cảm nhận được em, cảm nhận được nỗi buồn đau của em, nỗi cô đơn mà em đang một mình đối diện. Em cảm ơn anh rất nhiều vì đã chia sẻ cùng em. Hoàng Yến ơi, Hoàng Yến xuống ăn cơm đi con. Dạ. Dạ nội để đó chút ăn nội. Sao vậy anh? Anh, em hỏi sao anh không nói? Anh đang nghĩ cái gì vậy? Quả Mỹ à, cũng gần tới nhà em rồi. Anh có chuyện này muốn nói với em, nhưng mà anh sợ em từ chối. Anh cứ nói đi. Rồi mà. Nghe rồi. Tới đây. Alo. Ở má nè. Trời ơi, biết rồi, cứ đi chơi thoải mái đi mà. Hả? Con nói sao?
gì vậy? Trời ơi, mới vừa nói tiếng xin đi chơi khuya là cúp máy làm sao con nhỏ này? Kỳ cục à. Ủa vậy là sao ta? Ủa từ hồi đó giờ con Quả My nó đâu bao giờ tập hợp bạn bè đàn đúng. Rồi thường nó dạy xong rồi nó đi thẳng về nhà, không bao giờ đi đâu chơi. Bữa nay đi chơi khuya nữa chứ. Hôm nay đi chơi với bạn. Bạn trai hay bạn gái ta? Cái này lại chỉ có bạn trai. Ui, con tôi có bạn trai. Bạn trai. Bạn trai à, con tôi có bạn trai rồi. Chắc anh Minh sẽ bất ngờ lắm đây. Anh sẽ không ngờ mình biết ngày sinh nhật của ảnh. Hy vọng món quà này sẽ làm ảnh hài lòng. Chị mua cho ông xã hả chị? Ừ. Cũng gần như vậy. Ảnh mặc size mấy hả chị? Size hả? Dạ. Chờ chút xíu nha. Dạ. Chị chị xin lỗi em nha. Có gì chị quay lại ha. Dạ. Chào em. Anh nói hôm nay là ngày đặc biệt hả? Hôm nay là sinh nhật của anh. Hôm nay là sinh nhật của anh hả? Em xin lỗi, em không biết nên là không có chuẩn bị gì để chúc mừng anh hết. Không có gì đâu em. Sự hiện diện của em ở đây với anh đó là món quà vô giá đối với anh rồi. Dạ. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Em chúc anh sinh nhật vui vẻ nha. Cảm ơn em. Nè. Chúc mừng sinh nhật anh. Em biết không, đã nhiều năm rồi, đây là ngày sinh nhật mà có ý nghĩa nhất đối với anh đó. Tất cả là nhờ em hết. Sao lại nhờ em? Em đã làm được gì cho anh vui đâu? Quả My à, em không hiểu tình cảm của anh dành cho em sao? Chỉ cần có em bên cạnh anh, anh thấy cuộc đời này đáng yêu và đáng sống biết chừng nào. Em, nhưng mà em chỉ là một cô gái bình thường, đâu có gì nổi bật. Tại sao anh lại... Em không hiểu thật sao?
Chính vì sự bình thường trong sáng của em, đó là điều nổi bật nhất đó. Anh rất chán ngán những cô gái mặt mày son phấn, quần áo lòe loẹt. Ở bên cạnh họ, anh không cảm thấy yên tâm chút nào hết. Nhưng mà ngược lại với em, anh đã cảm nhận được em hiền lành trong sáng, giống như là mặt nước hồ thu vậy. Mà anh chỉ muốn được đắm mình trong đó. Em... Quả mi, em đừng từ chối tình cảm của anh nha. Trời ơi, con cũng làm má hết hồn đây nè. Con nói cho má nghe đi, con có người yêu phải không? Đâu có đâu má. Có mà. Má suốt ngày chỉ vợ đóng mò không ạ? Đóng mò cái gì? Hôm qua đi chơi về trễ nè. Có phải không? Hả? Bộ phải có bạn trai mới đi chơi được hả má? Con đi chơi với bạn gái cũng được mà. Thì tất nhiên là được rồi. Má hiểu tánh con, nhưng mà phải là một người bạn rất đặc biệt thì con mới đi chơi với người ta như vậy, phải không? Nói thiệt má nghe đi, có người yêu rồi phải không? Hả? Hả? Má, con hứa với má, nhất định khi nào con xác định tình cảm rõ ràng rồi, lúc đó con sẽ nói cho má nghe, nha má. Thì con nói vậy thì má cũng đành chịu chứ làm sao. Bực mí chút xíu thôi, hé lộ chút xíu thôi. Con đang hẹn hò phải không? Phải không? Má, má kỳ quá à. Con đã nói không có rồi mà. Má, bé Quần Yến đâu rồi? Sáng giờ con không thấy nó đâu hết. Thì nó đang học bài trên phòng á. Ôi trời ơi, ta nói thi cuối cấp bài vở ngút đầu. Hễ học ở trường thì thôi, nó về tới nhà là nó vùi đầu trong phòng với cái đống sách vở đó à. Con thấy nó học như vậy là tốt mà má. Gì vậy má? Hòa Mi, cái làn da của con rất là đẹp, nhưng mà nó kém tươi. Nó xanh lắm. Con phải chú ý giữ gìn nhan sắc đó nha. Con gái mà. Con đi spa với má đi. Má biết một chỗ massage này tuyệt vời lắm. Đi với má nha. Nha. Má ơi, má biết con đâu có thích mấy chỗ đó đâu. Má thích thì má đi một mình đi.
Ủa má thấy chuyện đó đâu có cái gì là đáng ngại đâu mà hễ nói ra là con sợ là sao vậy? Mình phải điệu đàng một chút thì mới là con gái chứ. Con gái mà không son phấn, con gái mà không trang điểm, con gái mà... Trời đất ơi, con đã mặc quần áo mà cái màu... Trời ơi, còn già hơn cái màu... Đáng lý là con phải mặc cái màu mà... Mà tươi hơn cái màu của má đang mặc đây nè. Vậy đó mới đúng đó. Má, con quên mất. Con chưa có soạn bài, bây giờ con lên phòng soạn bài nha. Má ngồi đây nha, con đi nha. Đến bao giờ ông trời mới ban cho mình đứa bé như thế này không biết nữa. Hai vợ chồng mình ai cũng khỏe, nhưng tại sao lại không được chứ? Không được, mình nhất định phải bắt anh tới bệnh viện để kiểm tra mới được. Chúng ta phải làm sao mà... Xin lỗi mọi người. Tôi xin được nói tiếp. Làm cái gì mà dám từ chối cuộc gọi không nghe? Và công ty của chúng ta. Tôi xin lỗi. Alo, có chuyện gì mà em gọi dữ vậy? Anh đang ở đâu vậy? Hả? Anh đang nói chuyện với ai mà anh không nghe điện thoại của tôi? Rồi bây giờ làm gì mà nói chuyện thì thầm? Anh đang đâu? Trời ơi, ở đâu đâu? Anh đang ở công ty, anh đang họp nè. Biết không? Anh đang họp. Có thiệt không? Thì em tới đây mà coi. Mọi người đang cười anh vì cái bản nhạc chuông kỳ lạ của em nè. Gặp anh có chuyện gì không? Nói lẹ đi. Dạ. Vậy thôi, khi nào họp xong thì gọi lại cho em hay cho. Bực mình. Cười gì hả? Lông dài, sót ngắn, sót cao, bia đây, bia đó, biết nào, que đâu. Xem tên có nghĩa là câu, cái sân bài Rainbow cầu vồng, husband là đứa ông chồng, dad đi cha bố, đi đôn xin được, đã đi tiếng gọi em yêu, Mary vui sướng, cái sân là họ. Sao rồi? Tốt không? Dạ anh ơi, dạ mất hết rồi. Cái gì? Dạ mất hết rồi. Mất cái gì? Nói lại coi, mất cái gì? Thì cổ phiếu xuống quá, mình thua trắng rồi. Em thông báo cho anh biết, vậy thôi nha anh. Con gọi má có chuyện gì không con? Dạ. Má. Má đây, có chuyện gì vậy? Con. Bàn ơi bàn. Con còn đó không con? Con bị. Hình như
Hình như con có chuyện gì muốn nói với má phải không? Không có chuyện gì đâu má. Con gặp má nói sao nha má. Bàn ơi, bàn. Khoan khoan. Có chuyện gì vậy? Vậy là mất hết rồi. Ông trời không cho mình cất đầu lên. Bây giờ trước mắt cô ấy, mình còn ra cái gì nữa đây? Em không nói gì anh về trước đó nha. Muốn về thì đi về mình đi. Thôi mà đừng có giận anh nữa mà. Anh đó, anh hết thương em rồi phải không? Hèn gì anh đâu có muốn có con với em. Em nói quan cho anh không mà. Anh lúc nào cũng không thương em. Vậy tại sao anh không chịu đi tới bệnh viện với em? Minh Thư à, anh á rất là tin tưởng về sức khỏe của vợ chồng mình. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là vợ chồng mình sẽ có con, không cần phải tới bệnh viện làm gì. Anh dựa vô cái gì mà anh tin tưởng như vậy hả? Bây giờ nè, bây giờ em rất là muốn biết rõ lý do tại sao mà cho tới giờ phút này rồi mà em vẫn chưa được làm mẹ. Nếu biết rõ lý do thì em sẽ làm sao? Thí dụ như là lý do đó không có con được là do anh đi, thì em sẽ làm sao? Nói vậy là anh đi khám rồi hả? Không có, anh chỉ nói vậy thôi. Thôi mà, anh nghe lời em đi. Mình đi tới bệnh viện kiểm tra, lỡ có cái gì trục trặc á thì người ta giúp mình điều trị. Anh nói thiệt với em nghe, anh rất ngại vô bệnh viện. Bây giờ em kêu anh đi đâu, anh làm gì anh cũng làm hết. Nhưng mà còn vô bệnh viện hả? Ngại lắm. Vậy thì thôi. Thôi mà. Thôi, đừng có giận nữa. Anh hứa, nếu như năm nay mà mình không có con á, thì năm sau anh hứa anh sẽ đi khám với em, được chưa? Xuống đây má nói chuyện chút coi. Dạ con nghe rồi má. Dạ
Má gọi con ạ. Dạ, có chuyện gì không má? Cảm chướng à? Dạ. Thời gian gần đây hai vợ chồng con có chuyện không vui đúng không? Dạ, đâu, đâu có đó má. Con đừng có giấu má. Không phải tự nhiên mà thằng Đại Bàng đi sớm về khuya mỗi ngày như vậy. Hồi trước giờ nó đâu có vậy đâu. Chắc ảnh buồn cái chuyện mà con không đồng ý cho ảnh chơi chứng khoán đó má. Cái gì? Chứng khoán hả? Dạ. Ôi trời ơi, tại sao con không nói với má? Ôi trời ơi. Ảnh còn kêu con á, là bán hết toàn bộ nữ trang của con, đưa tiền cho ảnh chơi. Tôi chết rồi cái thằng này. Trời đất ơi, phải chi má biết thì má lựa lời má khuyên giải đó. Nó đâu có phải là người chuyên môn trong cái lĩnh vực này đâu. Dạ, con cũng nói với ảnh, nhưng mà ảnh không ảnh về kìa má. Từ má con mới về. Cầm chướng em. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Con ơi. Con ơi. Con. Đi lên đây. Ngồi lên. Trời ơi. Trời ơi. Sao mà sai xỉn như vậy? Con hư hỏng từ lúc nào vậy? Hả Đại Bàng? Má ơi. Con. Con. Con không biết hư hỏng từ lúc nào nữa. Con là con của má. Mà con có giống má được chút nào hết. Con bây giờ giống như là con gà rù. Con bây giờ muốn làm cái lông này bàn cũng không được nữa. Con không biết làm cái gì hết má ơi. Không có được tự ti như vậy. Con là con của má mà. Ít nhất cũng phải thừa cái gen di truyền của má chứ. Mày khóc cái gì? Hả? Đàn ông mà khóc. Con. Cảm Dương. Cảm Dương à. Cảm Dương. Cảm Dương. Con. Anh làm cái gì vậy? Anh đứng lên đi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh mất hết rồi. Anh mất không còn cái gì hết. Anh không có nghe lời em. Anh mất rồi. Anh mất cái gì? Mất sạch hết rồi. Mất sạch. Anh đừng nói với em là anh thua hết tiền trong cái chứng khoán gì của anh nha. Trời đất ơi, anh ơi. Anh lấy tiền ở đâu mà anh chơi? Em đã cản anh biết bao nhiêu lần rồi mà anh không chịu nghe em. Anh. Tiền ở đâu mà anh chơi? Hả? Anh về ngân hàng. Trời đất ơi. Tôi đã nói rồi. Anh làm ơn an phận giùm tôi. Anh ngồi yên một chỗ giùm tôi là tốt hơn biết bao nhiêu nè trời. Cảm Dương à, tại anh muốn, anh muốn chứng tỏ với em. Anh phải làm, phải làm được cái gì đó. Cảm Dương à, tha lỗi cho anh đi. Bây giờ nè, anh đã làm được cái gì đó rồi nè. Anh mang nợ rồi nè. Anh chứng tỏ rồi nè. Con bây giờ chỉ là một thằng đàn ông tồi tệ. Con vô dụng. Con bất lực quá má ơi. Má ơi. Thôi. Đi tắm đi. Má, má dọn cơm cho con ăn. Rồi ngày mai tỉnh táo mình nói chuyện sau. Nghe con. Hãy
Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có nhưng không. Tiền cho đi cho từ lúc quen. Cậu Minh lúc này thấy tử tế ghê ha. Không có đi chơi khuya nè, mà lại vui vẻ nữa. Chắc cậu yêu cô đó rồi phải không? Nhiều chuyện nữa. Thật ra thì tôi thật lòng tôi mới như vậy chứ. Ủa, nhưng mà dì không thích cô đó à? Đâu có, tôi thấy vậy tôi mừng cho cậu rồi đó. Nhưng mà có điều tôi hơi lo. Gì vậy? Dì lo cái gì? Cậu Minh à, tôi nói điều này á mà cậu có phật lòng tôi cũng nói á. Nói đi, cứ rào đón trước sau hoài à. Cậu Minh à, tôi thấy cô gái đó rất trong sáng. Cậu đừng có dùng thủ đoạn này nọ để mà chinh phục tình yêu cô ấy. Nếu một ngày nào đó cô ấy biết sự thật thì không biết thế nào đây. Dì ơi dì, dì đó nha, dì lo xa quá. Mai mốt đây á, tôi với cô ấy thành vợ chồng rồi thì cô ấy sẽ không bao giờ nhắc lại cái lỗi cũ của tôi đâu hả? Căn bản á, là tôi đây nè, tôi yêu cô ấy. Nếu cậu yêu cô ấy thật thì tại sao cậu lại lừa cô ấy? Dì à, thật lòng mà nói thì tôi cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng mà đôi khi á, mình cũng phải dùng cái chiêu tình cảm như là anh hùng cứu mỹ nhân thì cô ấy mới có tình cảm với tôi chứ, đúng không? Tôi e mọi chuyện không có suôn sẻ như cậu muốn đâu. Định trêu ẻo tôi đó hả? Trước tới giờ thì hối thúc tôi đủ thứ chuyện hết trơn. Cậu sao không có vợ, cậu sao không có người yêu? Bây giờ có thì lại... Không, tôi thấy vui mừng cho cậu nhưng mà... Thôi, stop. Đủ rồi. Vui mừng là đủ rồi ha. Không cần nói thêm nữa. Cái nhiệm vụ của dì á là lo nhà cửa đi. Sắp tới á ha, tôi sẽ rước nàng về dinh cho dì coi. Hả? Hả? Không tin hả? Cả đi. Bóc méo. Dì coi đi. Cầm chứng à, em tha lỗi cho anh đi. Anh buông tôi ra. Cầm chứng à, nghe anh nói nè. Chẳng qua là anh muốn làm một cái gì đó để chứng tỏ cho em thấy thôi mà. Thật sự là anh muốn giúp em. Anh muốn thay em gánh vác gia đình này. Cho nên anh mới đánh lừa như vậy. Anh đừng nói gì nữa hết. Cầm chứng à. Anh im đi. Tôi muốn nghe anh nói gì nữa hết á. Anh đừng có thanh minh thanh nghe gì nữa. Tôi chán lắm rồi, anh có biết không? Anh đi đi. Đừng khuất mắt tôi đi. Anh đi đi. Cái gì vậy Hoàng Yến? Con sao vậy? Hả? Hả con sao vậy? Hả? Con sao vậy? Trời ơi, con ghét mẹ con lắm. Con ghét mẹ con lắm. Trời ơi. Nói cho nội nghe. Chuyện gì? Hả? Chuyện gì vậy? Mẹ con hết thương con và ba nữa rồi. Mẹ con có người khác rồi. Không có được nói bậy. Nói gì kỳ cục vậy? Chính mắt con nhìn thấy mà sao giả được hả nội? Con nhìn thấy cái gì? Trời ơi là trời, cũng là chồng mà chồng người ta thì giỏi giang, tính toán đầy đủ, lo cho vợ con đàng hoàng. Còn anh nhìn lại mình đi, em đừng có lo, anh sẽ không để em gánh vác khoản nợ danh gây ra đâu. Anh
anh sẽ cố gắng đi kiếm tiền để bù vô khoản đó. Thôi thôi, tôi đã nói tôi không muốn nghe anh nói gì nữa hết rồi mà. Anh làm ơn đừng nói bất cứ điều gì với tôi nữa hết á. Trời ơi, mọi chuyện tới mức đó sao? Đó là lý do thời gian gần đây tại sao mẹ con hay đi sớm về trễ. Mẹ con không quan tâm tới ba cha con hơn nữa rồi. Nè, không có được nghĩ xấu về mẹ như vậy. Không có được nghe chưa? Cũng có thể là có thời gian mẹ con đã sao lãng chuyện gia đình, dường như là không quan tâm đến ai hết. Nhưng mà tất cả là do áp lực công việc, do sức khỏe và còn nhiều thứ nữa con à. Nhưng nội giải thích làm sao với những tin nhắn và người đàn ông đó chứ? Tin nhắn thì có làm sao? Trời ơi, mẹ con buôn bán, mẹ con làm ăn thì cái chuyện tin nhắn qua lại là chuyện bình thường. Thậm chí đi uống nước. Ủa, có luật pháp nào cấm là không được có bạn bè khác giới không? Như nội đây, nội cũng có bạn bè khác giới vậy. Con không được nghĩ như vậy là mang tội với mẹ nghe con. Nội không giận hay nghi ngờ mẹ con sao hả nội? Nội tin mẹ con. Nội tin là mẹ con biết điều gì là quý giá nhất trong cuộc đời của một người đàn bà. Má biết là con buồn và giận thằng Đại Bàng nhiều lắm. Má thấy rồi đó. Con cũng khuyên can ảnh nhiều lần lắm rồi mà ảnh không có chịu nghe. Bây giờ phải mang một số nợ lớn như vậy. Con à, má biết là con đã chịu nhiều thiệt thòi vì con trai của má. Chỉ vì nó không biết tính toán làm ăn. Nhưng bù lại thì nó có những điểm mà những đứa giỏi giang không có được con à. Cẩm chưa, má nói điều này không phải là để binh thằng Đại Bàng. Nhưng mà con nên thông cảm cho nó. Nó muốn vươn lên, nó muốn con hãnh diện. Chỉ có điều là nó không may thôi. May mắn gì ở đây hả má? Từ đầu con đã biết ảnh không làm được trò trống gì hết rồi mà. Tại sao con nói vậy? Con là vợ mà. Nếu như con biết chồng mình có những cái nhược điểm thì con phải tìm cách con giúp nó khắc phục những cái nhược điểm đó chứ. Con phải làm cái gì bây giờ hả má? Con không biết phải làm cái gì hết má. Con khổ sở lắm rồi. Con rất là chán nản. Má thấy đó, xảy ra chuyện lớn như vậy thì làm sao mà con chịu nổi chứ. Cẩm chướng à, má nghĩ con vẫn chưa nói hết những điều mà con giấu ở trong lòng đó mà. Con đã có chuyện gì? Trước đó hai đứa đã xảy ra chuyện gì phải không? Nói cho má nghe đi. Dạ, dạ có gì đâu má. Con... Dạ, xin lỗi má. Sáng nay con phải vô cửa hàng sớm để giao hàng cho người ta. Có chuyện gì thì tối con về rồi má nói tiếp nha má. Con đi nghe má. Cẩm chướng. Dạ. Thôi, nếu có việc thì con đi đi. Đi đường cẩn thận nha. Con cảm ơn má.
Vợ chồng đại bàng nhất định là có chuyện rồi. Rồi còn Hoàng Yến với Phụng Hoàng nữa. Phải để mắt tới mấy đứa nhỏ mới được. Phụng Hoàng ơi, Phụng Hoàng, xuống nội biểu nè con. Phụng Hoàng. Sao? Dạ. Học hành sao con? Dạ, cũng kha kha. Ráng học nghe con. Dạ. Nghe. Con đang làm bài hả? Dạ. Cho nội coi coi. Dạ. Dạ đây. Phụng Hoàng. Phụng Hoàng. Dạ. Mấy cái tờ giấy mà con xé này đâu? Dạ con đâu có biết gì đâu. Nội hỏi hai cái trang mà con xé đây đâu? Dạ con đâu có xé gì đâu. Nói thiệt không? Dạ thiệt. Đi xuống nhà bếp lấy cái điện thoại cho nội. Ủa? Chi vậy nội? Nội kêu cho cô giáo của con. Con đã giấu ở đâu? Dạ. Dạ đây. Con giỡn với nội đó hả? Dạ vui á. Không thuộc bài. Dạ. Không làm bài tập. Mày Dạ chưa anh, em đang học bài. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Trước giờ ngoài gia đình em, chỉ có anh là quan tâm em nhiều nhất. À, anh ăn gì chưa? Nội. Con đang làm gì đó? Dạ, con đã học bài trên mạng á nội. Con học bài hả? Dạ. Học bài gì? Dạ, con đang tra cứu thông tin trên mạng. Nội ơi, con học bài nhiều lắm, nội xuống dưới đi. Cho nội mượn cái máy một chút đi. Nhưng con đang tra cứu mà nội. Không, nội cũng cần tra cứu thông tin mà.
nội. Để nội mượn chút đi nha. Giữ trọn màu xanh sẫm cho anh.